Xin chào các bạn đã đến hoặc quay trở lại với TNC Channel. Mình cũng đã từng một thời giống như các bạn, cũng đã từng một thời đi tìm mua laptop và cũng đã từng đứng trước rất nhiều sự lựa chọn và không biết phải chọn như thế nào cả. Ví dụ như là mình xác định, ok, mình sẽ có 25 triệu chẳng hạn, mình sẽ mua một chiếc laptop gaming nào đó để phục vụ cho nhu cầu giải trí cũng như là làm việc của mình. Tuy nhiên, lại có quá nhiều sự lựa chọn và mình không biết phải chọn chiếc nào cả. Và mình tin chắc nhiều anh em cũng vậy. Vậy thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái bài so sánh nhanh để cùng nhau xem là đâu sẽ là sự lựa chọn của các bạn nhé. Và bài so sánh ngày hôm nay của chúng ta nó sẽ rất là trực quan cũng như là thực tế nhất có thể về 3 mẫu laptop cùng trong tầm giá 25 triệu đến từ hãng A lớn, hãng A cũng lớn và hãng M lớn. Đó chính là một chiếc laptop Acer Nitro 5 phiên bản là sử dụng CPU Intel thế hệ thứ 10. Bên cạnh mình đây là có chiếc Asus TUF Gaming F15 và đây là MSI GL65. Tất cả ba chiếc laptop này đều có cùng tầm giá và giá cụ thể của nó thì mình sẽ để ở đường link dưới phần mô tả video nhé. Anh em có thể vào đó xem chi tiết hơn. Và trong đó thì mình chỉ tiết lộ là chiếc Acer và chiếc MSI này sẽ có giá bằng nhau. Trong khi đó thì chiếc Asus TUF Gaming F15 này nó sẽ có giá cao hơn một chút. Đấy, thế thôi. Và tất cả đều dưới 25 triệu cả. Vậy thì chúng ta sẽ có gì? Anh em hãy cùng mình đến từ phần đầu tiên, đó là thiết kế đã nhé. Về thiết kế thì các bạn có thể thấy đây đều là những chiếc laptop gaming có màn hình kích thước là 15 inch. Và để như thế này thì các bạn đều có thể nhìn thấy là phần đế của ba chiếc laptop này đều có độ dày gần như là tương đương nhau. Trong đó thì chiếc Acer Nitro 5 nó sẽ mỏng hơn một chút, nhưng mà khi mà gập máy lại thì cả ba chiếc laptop này đều có kích thước độ dày là như nhau. Nếu như mà để chồng lên nhau thì anh em sẽ thấy một sự tương đồng khác, đó là về kích thước chiều ngang nó cũng khá là tương tự đấy. Tuy nhiên thì chiếc Nitro 5 nó sẽ hơi dài hơn một chút hai chiếc còn lại. Chiếc MSI có vẻ như là gọn nhất về cái chiều ngang. Về chiều này thì sao? Đó, so sánh như này cho nó dễ anh em ạ. Nhìn phát biết luôn. Đấy. Anh em nhìn này thì cũng có thể nhận ra là chiếc GL65 chúng ta sẽ có kích thước nhỏ gọn nhất. Thứ hai sẽ là đến TUF F15 và cuối cùng sẽ là Acer Nitro 5. Tuy nhiên thì Acer Nitro 5 lại có cái chiều ngang này của nó mỏng hơn một chút so với TUF F15. Như vậy là về kích thước là như nhau. Về trọng lượng thì cả ba chiếc laptop này đều có trọng lượng khoảng trên dưới 2 cân. Trên 2 cân. Yeah, trên 2 cân. Về thiết kế, mặt A của cả ba chiếc laptop này đều có những cái điểm ấn tượng riêng. Nếu như mà anh em nhìn vào mặt A này ở chiếc Acer Nitro 5 này, chúng ta sẽ có một thiết kế rất là quen thuộc của dòng Nitro 5 đến từ Acer với gần như là phẳng hoàn toàn, hai cái đường gân rất nhỏ lõm vào ở hai cạnh bên logo Acer chính giữa và họa tiết là nhôm phay xước ở hai cạnh bên. Tuy nhiên thì mặt A này nó là bằng nhựa chứ không phải là bằng nhôm. Trong khi đó thì chiếc Asus TUF Gaming F15 của chúng ta sẽ có một cái mặt A nó là bằng kim loại anh em ạ, là bằng nhôm. Đó, bằng kim loại phẳng hoàn toàn với họa tiết đó là logo TUF Gaming ở chính giữa cũng như là các cái con ốc trang trí thôi nhá. Ở bốn cạnh này, bốn góc này nó sẽ tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là hầm hố và mạnh mẽ. Bên cạnh đó thì ở dưới này chúng ta sẽ có cái đường vi cắt nó rất là hay ho ở đây, giúp cho khoảng trống ở dưới này nó sáng hơn, nó thoáng hơn. Nhưng mà đổi lại thì cái đường vi cắt này sẽ khiến cho cái màn hình của chiếc F15 nó bị nâng cao lên một chút. Nhưng mà không sao cả. Acer Nitro 5 cũng vậy. Còn trong khi đó thì MSI GL65 thì chúng ta lại có một thiết kế nó vẫn hơi hướng kiểu hơi cũ một chút. Đấy là khi mà mặt A cũng là bằng kim loại, cũng là nhôm nhám anodized, nhưng chúng ta lại có hai cái đường gân ở hai bên này, nó hơi gồ lên một chút, hơi lồi lồi lên một chút. Đó. Đó là về mặt A. Về mặt B thì như mình đã chia sẻ là cả ba chiếc laptop này chúng ta đều có kích thước là 15.6 inch và cả ba đều sử dụng tấm nền là IPS LCD với tần số quét là 144Hz cả ba chiếc này luôn. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có tấm nền IPS LCD. Hình như nói rồi ta. À, chúng ta sẽ có độ phân giải là Full HD. Đó, như vậy là về màn hình thì cả ba chiếc laptop này sẽ có cái thông số coi như là giống nhau đi. Tiếp theo là về mặt C, đây là một mặt rất là quan trọng bởi vì nó sẽ là nơi mà chúng ta giao tiếp với máy tính nhiều nhất, gõ bàn phím mà. Về bàn phím thì cả ba chiếc bàn phím này đều là dạng full size trên laptop, có nghĩa là anh em sẽ có cả bàn phím số. Tuy nhiên thì nếu mà nói chi tiết ra thì
bàn phím của Acer Nitro 5 cũng như là MSI GL65 mình sẽ cho điểm cao hơn. Bởi vì sao? Bởi vì chúng đều được trang bị hệ thống bàn phím LED RGB per key anh em ạ. Trong đó thì MSI GL65 thì nó sẽ nhỉnh hơn một chút khi mà bàn phím của chiếc laptop này được mang đến cho chúng ta bởi SteelSeries. Với độ này cũng như là cái chất lượng bàn phím nó được khẳng định tốt hơn rất là nhiều. Bên cạnh đó thì bàn phím của Acer Nitro 5 cũng không hề tệ hơn quá nhiều. Bởi vì là chúng ta cũng có độ nảy rất là tốt, đèn LED RGB per key rất là ấn tượng. Tuy nhiên thì chiếc bàn phím này nó sẽ có một hiện tượng flex nhẹ khi mà anh em ấn mạnh lên trên bàn phím. Còn lại thì bàn phím của cả hai chiếc laptop này đều không gặp hiện tượng như vậy. Tuy nhiên thì Asus Tough Gaming F15 sẽ hơi kém cạnh một chút so với hai người bạn của mình khi mà chiếc bàn phím trên chiếc laptop này sẽ chỉ được trang bị hệ thống đèn LED RGB mà thôi, chứ không phải là RGB per key. Như vậy thì điểm số cho những chiếc bàn phím này mình sẽ để như thế này: 2 điểm cho MSI, 1 điểm cho Acer và 0 điểm cho Asus. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến với trackpad. Trackpad thì mình, cá nhân mình ý, thì mình lại thích cái trackpad của MSI và Asus hơn. Tại vì sao? Bởi vì là trackpad này nó sẽ làm tách biệt khá tốt khi mà các phím chuột trái phải nó được làm rời ra như thế này, nó tách biệt luôn. Còn trên Acer Nitro 5 sẽ là một cái pad cảm ứng hoàn toàn và anh em sẽ phải click vào bên trái hoặc bên phải để thể hiện các cái cú click chuột trái phải khác nhau. Nhưng mà cái đấy thì đó là quan điểm cá nhân mình thôi, cho nên mình sẽ không cho điểm cái nào hơn ở đây cả. Về kích thước pad chuột thì đều là như nhau cả. Hiện tượng flex thì cả ba chiếc laptop này có lẽ là không xảy ra. Duy nhất chỉ có Acer Nitro 5 nó sẽ hơi lõm một chút cả toàn bộ bàn phím này khi mà chúng ta ấn mạnh. Mình lưu ý là ấn mạnh thôi nhá, còn ấn vừa vừa nhẹ nhẹ kiểu gõ bàn phím hay là lỡ tay ấn thì nó cũng không vấn đề gì cả. Dù sao thì chiếc Acer Nitro 5 chúng ta cũng có thiết kế bằng nhựa hoàn toàn mà. Cả chiếc Asus và MSI đều vậy, mặt C của nó đều là nhựa. Mặt D thì sao? Mặt D cũng là nơi rất là quan trọng với những chiếc laptop. Bởi vì sao? Nó sẽ là nơi mà hệ thống tản nhiệt chúng ta nó hút gió đi vào bên trong để làm mát cho các linh kiện bên trong. Thì đây sẽ là một yếu tố so sánh rất là thiết thực và mình nghĩ mình sẽ cho điểm. Bởi vì không còn là quan điểm cá nhân nữa rồi, nó là thực tế. Anh em sẽ thấy là ở mặt D ta sẽ có chiếc Asus Tough Gaming F15 với mặt D có lượng khe hút gió rất ít. Đây là cái điểm yếu mà mình nghĩ là Asus không hiểu sao họ lại làm như vậy. Những cái lưới hút gió đây nó rất ít, thực sự là quá ít để có thể hút được một cái luồng gió ổn định và đảm bảo để cho chiếc laptop này có thể làm mát. Mặc dù là cái đường vi cắt ở đây nó sẽ giúp cho cái quạt gió này nó sẽ không bị quẩn khí. Hay là ở mặt trên này của nó, mặt C cũng sẽ có cái hàng lưới để hút gió vào. Tuy nhiên thì tất cả như vậy vẫn là chưa đủ. Nếu như mà so sánh với hai thằng hai bên này, anh em sẽ thấy là Acer Nitro 5 chúng ta sẽ có lưới hút gió rất là rộng, gần như là phủ toàn bộ cái quạt làm mát ở hai bên cạnh trái và phải, và ở khu vực giữa này cũng có nữa, và cái luồng gió sẽ được đẩy ra cạnh gáy. Về cái phương pháp đẩy ra cạnh gáy thì cả ba chiếc laptop này là giống nhau. Ở chiếc MSI GL65 có lẽ là chiếc laptop mà được trang bị cái khu vực mặt D này với lưới hút gió là thoải mái nhất và thoáng nhất, chỉ là thoáng thôi nhá. Nhưng mà còn hiệu năng làm mát thực tế của nó như nào thì chúng ta chưa thể nói được. Nhưng mà đại khái ở đây chúng ta sẽ thấy là con MSI này sẽ được 2 điểm nữa. Con này Acer Nitro 5 được 1 điểm và Tough Gaming 0 điểm. Đấy. Về cái thoát gió tản nhiệt thì sao? Anh em sẽ thấy như mình đã nói là ở gáy sẽ có hai khe thoát gió tản nhiệt này. Cạnh trái của nó sẽ có một khe nữa và cạnh phải một khe nữa. Như vậy chúng ta Acer Nitro 5 chúng ta có 4 khe thoát gió. Tough F15 chúng ta sẽ có hai khe thoát gió ở gáy, hai cạnh bên thì hoàn toàn không có. Như vậy là rất ít. MSI thì chúng ta sẽ có hai khe thoát gió ở gáy và thêm một khe thoát gió ở cạnh trái nữa. Như vậy chúng ta sẽ có số điểm như thế này: Acer Nitro 5 được 2 điểm, MSI 1 điểm, Tough Gaming 0 điểm. Ok, về cổng kết nối, cái này cũng rất quan trọng khi mà anh em đưa ra cái lựa chọn một chiếc laptop nào phù hợp với mình. Bởi vì nếu như mà anh em chỉ đơn giản là laptop mua về chơi game giải trí thì cổng kết nối không quá quan trọng. Tuy nhiên nếu anh em muốn làm việc cũng như là mang đi học nữa chẳng hạn, hoặc là anh em muốn thuyết trình hay là những gì đó liên quan đến các thiết bị cắm kết nối vào nhiều ấy, thì nó rất quan trọng. Và chiếc MSI GL65 ở đây chúng ta sẽ có cạnh trái sẽ là một cổng LAN RJ45, một cổng HDMI, thêm một cổng mini DisplayPort nữa. Như vậy chúng ta sẽ có hai cổng xuất hình ảnh. Chúng ta sẽ có một cổng USB Type-A chuẩn là SS ở đây, có nghĩa là USB 3.2 Gen 1. Ngoài ra anh em sẽ có thêm một cổng USB Type-C và hai cổng 3.5mm cho mic và tai nghe riêng biệt.
ở bên cạnh phải của nó thì lại có thêm hai cổng USB Type A chuẩn là SS, tức là 3.2 Gen 1, và anh em sẽ có thêm một khe cắm thẻ nhớ SD nữa. Như vậy là MSI có tương đối nhiều cổng, nhưng tính ra anh em sẽ có 3 cổng Type A USB, 1 cổng Type C, 2 cổng xuất hình ảnh. Đấy, sơ sơ là như vậy nhá. Còn thêm cái khe đọc thẻ nhớ nữa. Con này chắc chắn là 2 điểm rồi, chưa cần nhìn hai con lại biết ngay con này 2 điểm rồi. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến với F15 thì anh em sẽ có duy nhất một cổng USB 2.0, không phải là 3. USB 2.0 ở cạnh phải. Ngoài ra thì cạnh phải sẽ không còn cái cổng kết nối nào khác, thiết bị ngoại vi nào cả. Ở bên cạnh trái thì anh em sẽ có cổng mạng RJ45, cổng sạc, cổng HDMI, thêm một cổng, hai cổng USB. Đây là 3.2 Gen 1 chuẩn SS, băng thông là 5 Gbps, thêm một cổng USB Type-C nữa và một cổng 3.5mm tích hợp cho cả mic và tai nghe. Như vậy chúng ta cũng có tổng cộng là 4 cổng USB, một cổng xuất hình ảnh và một cổng 3.5mm. Con này có lẽ là một điểm. Còn về Acer Nitro 5 thì cạnh trái anh em sẽ có một cổng mạng RJ45, hai cổng USB chuẩn SS 3.2 Gen 1, một cổng 3.5mm cho mic và tai nghe tích hợp. Bên cạnh phải thì anh em sẽ có thêm một cổng USB. À, cái cổng này hay ở chỗ là nó có khả năng xuất ra dòng sạc với ampe cao một chút, hình như là 2A hay bao nhiêu A mình không nhớ lắm, nhưng mà đại khái là anh em có thể sạc thiết bị di động với cổng này nhanh hơn sạc điện thoại hay là sạc máy tính bảng hay những thiết bị ngoại vi. Bên cạnh đó anh em sẽ có thêm một cổng USB Type-C và một cổng HDMI nữa. Như vậy là chúng ta sẽ có 4 cổng USB tất cả. Như vậy về số lượng cổng USB thì cả 3 chiếc laptop này là như nhau, nhưng mà MSI nó sẽ lợi hơn ở chỗ là anh em sẽ có tới 2 cổng xuất hình ảnh và thêm một khe cắm thẻ nhớ nữa. Asus TUF và Acer thì có số lượng cổng kết nối là tương đương nhau, cho nên cả hai chiếc này đều được 1 điểm, MSI được 2 điểm. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với yếu tố so sánh, đó là về cấu hình phần cứng. Về cấu hình phần cứng thì như mình đã nói, hai chiếc laptop này sẽ có thông số cấu hình là tương đương nhau, bởi vì giá nó cũng bằng nhau mà. Chiếc F15 sẽ cao hơn một chút. Và cụ thể như thế nào? Hai chiếc laptop hai bên tay mình đây, đó là MSI GL65 và Acer Nitro 5, đều được trang bị con CPU đó là Core i7-1750H, đồ họa đến từ NVIDIA đó là GTX 1650, RAM 8GB, SSD là NVMe, dung lượng là 512GB. Đó là những thông số cơ bản về cấu hình phần cứng của hai chiếc laptop này là giống nhau. Trong khi đó thì Asus TUF F15, TUF Gaming F15 thì chúng ta sẽ có thông số nó nhỉnh hơn một chút với Intel Core i7-1870H, chứ không phải là 1750 mà là 1870H. Bên cạnh đó thì anh em sẽ có card đồ họa là GTX 1650 Ti. Đó, còn lại thì chúng ta cũng có 512GB SSD NVMe, chúng ta cũng có 8GB RAM. Và đó là những thông số của ba chiếc laptop này. Như vậy nếu như mà chúng ta nhìn qua thì sẽ thấy là chiếc TUF F15 sẽ có sự nhỉnh hơn về mặt thông số, về mặt hiệu năng, đúng không? Vậy thì trong khả năng vận hành của nó sẽ như thế nào? Khả năng làm mát cũng như là gaming của nó sẽ ra làm sao? Thì mời các bạn tiếp tục chuyển qua phần tiếp theo, đó là so sánh về nhiệt độ cũng như là hiệu năng chơi game. Bởi vì đây là một video mà mình sẽ so sánh cả ba chiếc laptop này cùng lúc, cho nên mình sẽ không thể nào so sánh một cách quá sâu vào hiệu năng của từng chiếc laptop một được. Mình sẽ chơi cả ba chiếc laptop này cùng một tựa game, đấy là Cyberpunk 2077, ở mức setting giống nhau, đó là low setting và độ phân giải là Full HD. Và các bạn có thể thấy là với chiếc Asus TUF Gaming F15, mặc dù là mang được cái sức mạnh phần cứng có thể nói là cao nhất trong cả 3 chiếc laptop của chúng ta ngày hôm nay, và rõ ràng sức mạnh phần cứng cao hơn thì FPS cũng cao hơn. Chúng ta sẽ có mức FPS gần 50, trung bình là gần 50. Trong khi đó thì combat thì chắc chắn là nó sẽ tụt rồi, nhưng mà anh em vẫn sẽ có mức FPS trung bình tương đối là cao, gần 50. Bên cạnh đó thì anh em hãy để ý vào phần nhiệt độ. Đúng như mình dự đoán, với cái hệ thống tản nhiệt có thể nói là hơi khập khiễng như thế này, thì Asus TUF Gaming F15 sẽ mang lại chúng ta một khả năng làm mát không được ấn tượng cho lắm, mặc dù nó không phải là quá nóng nha, 80 mấy độ C cho cả CPU và GPU, thì đây mức nhiệt độ chưa phải là quá nóng, lên trên 90, thậm chí là gần 100, lúc đấy mới thực sự là đáng lo ngại với một chiếc laptop. Còn trên 80 thì vẫn là mức gọi là chấp nhận được, tuy nhiên thì vẫn là hơi nóng đấy. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang với cả MSI GL65. Thì thật là bất ngờ và thú vị khi mà mình đã bật cái chế độ đấy là gọi là Cooler Boost 5 của MSI lên rồi, và anh em sẽ thấy là nhiệt độ CPU khá là cao, nhưng mà đổi lại thì nhiệt độ GPU lại cực kỳ là ổn định. Bên cạnh đó thì FPS của chiếc laptop này trong tựa game là Cyberpunk 2077 cũng khá là ngon lành, với FPS trung bình là trên 40. Cũng là hợp lý thôi, bởi vì chiếc laptop này có thông số phần cứng có thể nói là không thể nào so sánh được với cả F15.
không thể so sánh được à? Nó cũng gần thôi. Và cuối cùng là Acer Nitro 5. Với cấu hình tương tự như là MSI GL65 thì chúng ta sẽ có gì? Có mức thể hiện về FPS trong tựa game Cyberpunk 2077 với mức setting như mình đã chia sẻ là không quá nổi trội. Nó cũng tương tự như là MSI GL65 mà thôi. Với mức FPS thì chúng ta cũng trung bình khoảng trên 40. Tuy nhiên thì anh em hãy nhìn vào nhiệt độ kìa. Uầy, mặc dù là có cái hàng lưới tản nhiệt, lưới hút gió tản nhiệt ở mặt D không được thật sự là hầm hố như là MSI GL65, nhưng mà Nitro 5 lại có một mức nhiệt độ phải nói cực kỳ thỏa mãn. Một phần có lẽ đây là một chiếc laptop mới mình mới bóc hộp, chưa sử dụng trong thời gian dài cho nên chúng ta cũng chưa thể nói gì được nhiều. Tuy nhiên thì mới như vậy, cả ba chiếc này đều mới mà, cùng trên một tham chiếu, cùng trên một hệ tham chiếu, thì chiếc Acer Nitro 5 cho chúng ta một cái mức nhiệt độ quá ấn tượng. Thực sự là mình chưa bao giờ thất vọng về hệ thống làm mát của Acer Nitro 5 cả. Chưa bao giờ luôn. Không chỉ là Nitro 5 mà là những chiếc laptop gaming của Acer nói chung đều khiến mình vô cùng thỏa mãn với hệ thống làm mát vậy. Thôi mình không cần tâng bốc nhiều nữa, anh em nhìn số là anh em hiểu rồi đúng không? Quá hiểu luôn. Hiểu luôn, hiểu quá chứ. Vâng, như vậy là nếu như mà xét về hiệu năng cũng như làm mát thì về hiệu năng thôi nhá, TUF M15 sẽ là 2 điểm. Về hiệu năng thì cả hai chiếc còn lại sẽ là 1 điểm như nhau. Tuy nhiên thì nếu mà nói về làm mát thì Acer Nitro 5 xứng đáng phải 3 điểm chứ không phải là 2 điểm. 3 điểm, mình cho hẳn 3 điểm luôn, mình thích cho điểm mình cho đấy, 3 điểm. Trong khi đó thì TUF M15 không điểm. Và MSI GL65 nửa nọ nửa kia 1 điểm. Tiếp theo nữa là một sự so sánh nhỏ về khả năng giải trí. Đúng rồi, laptop là để giúp chúng ta có thể thoải mái thư giãn hơn sau những giờ phút học tập làm việc vất vả đúng không? Bên cạnh việc là nó có hiệu năng để giúp chúng ta có thể làm việc được thì giải trí cũng là một việc mà mình tin chắc anh em sẽ làm rất nhiều trên những chiếc laptop này. Và nói về giải trí thì không thể bỏ qua vấn đề âm thanh. Vậy thì chúng ta sẽ cùng xem là âm thanh của những chiếc laptop này sẽ như thế nào. Đầu tiên là MSI GL65 với công nghệ loa là Giant Speaker thì liệu rằng chiếc laptop này, Hi-Res Audio của nó có ngon không nhá. Chúng ta sẽ cùng nghe thử bằng loa ngoài với một đoạn nhạc để xem nó như thế nào. Về cảm nhận cá nhân mình thì cái loa ngoài của chiếc GL65 đúng là Giant Speaker, âm lượng nó rất là lớn. Kể cả trong một căn phòng mà có nhiều đồ đạc như thế này rồi thì nó cũng khá là rộng nữa. Nhưng mà âm thanh nó vẫn đủ để anh em có thể bao phủ được gần như là toàn bộ căn phòng. Bên cạnh đó thì cái âm bass của nó cũng khá là chắc. Mặc dù dĩ nhiên rồi, loa ngoài laptop thì không thể nào đòi hỏi bass đập đùng 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 được, nhưng mà chúng ta vẫn có thể nghe rất là rõ. Và cái độ chói tai của cái âm chest, âm giải 2 ấy, nó cũng gọi là được kiểm soát được. Nó không quá chói tai nhưng mà vẫn hơi chói một chút. Giải mid thì mình nghĩ là nó sẽ vừa phải. Rồi, tiếp theo nữa chúng ta sẽ xem con Acer này loa ngoài ra làm sao. Về loa ngoài của Acer Nitro 5, chúng ta sẽ có âm thanh như thế này. Về âm lượng thì không thể nào thắng được cái Giant Speaker của MSI rồi. Tuy nhiên thì cái giải bass nó khá là chìm, nó không được nổi rõ như là chiếc MSI GL65. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể nghe được. Nhưng mà cái mình thích ấy, đấy là cái giải chest, giải cao của chiếc laptop này được kiểm soát rất là tốt, không mang lại cho anh em cái cảm giác là chói tai. Nó khá là mượt và mịn. Nói chung là nếu như mà anh em nghe hip hop ấy, hay là nghe nhiều thể loại nhạc khác mà nó có giải chest, nó tiếng hi-hat nó đập nhiều ấy, nó gõ nhiều ấy, thì anh em nghe chiếc laptop này nó sẽ thoải mái và dễ chịu hơn. Nhưng mà về tổng quan ấy thì nó khá là đồng đều và các cái giải âm nó dễ bị lẫn vào nhau. Cho nên là anh em nên nghe bằng tai nghe, bởi vì là Acer Nitro 5 chúng ta có DTS X Ultra, một cái công nghệ âm thanh rất là tốt. Và cuối cùng là Asus TUF Gaming F15. Có một sự bất ngờ nhẹ ở đây. Asus TUF Gaming F15 mặc dù không được quảng cáo quá là rầm rộ về cái loa ngoài, bởi vì anh em biết mà, là TUF Gaming chúng ta đeo tai nghe chơi game, loa ngoài quan trọng gì, quan trọng là lúc xem phim với nghe nhạc vui vui thôi. Nhưng chiếc F15 chỉ được quảng cáo là công nghệ DTS X Ultra thôi, nhưng mà
thực tế nó lại cho mình một cái cảm giác là âm thanh của chiếc laptop này là bằng MSI GL65 cộng với cả Acer Nitro 5 lại và chia đôi. Tại sao? Bởi vì là chiếc laptop này có loa ngoài với âm lượng có thể nói là khá là gần với cả MSI GL65. Mình cảm nhận ở trong căn phòng là giống nhau, vị trí phát loa là như nhau. Và bên cạnh đó thì cái độ mượt và độ kiểm soát âm thanh tốt của nó thì lại khá là tốt, giống như là Acer Nitro 5. Bên cạnh đó thì nó lại khá là tách biệt. Đấy, cái giải bass, giải mid nó không bị hòa lẫn với nhau. Bên cạnh đó thì cái giải treble, giải cao nó vẫn rất là mượt và vào tai, nó không bị chói tai, nó không bị sắc, không bị gắt, nó không bị gai, nó rất là mịn. Rõ ràng là nếu như mà anh em muốn nghe rõ hơn cái tiếng bass đập thì Giant Speaker của MSI vẫn là sự lựa chọn tốt hơn. Nhưng F15 của TUF Gaming đến từ ASUS cũng không hề tồi chút nào. Đó, như vậy thì để cho điểm thì mình sẽ cho cả hai chiếc laptop này, MSI GL65 và ASUS TUF F15 đều bằng điểm nhau. Đấy là 2 điểm và Acer Nitro 5 của chúng ta sẽ được 1 điểm. Vâng, và đó là về giải trí, về loa ngoài. Thế còn yếu tố cuối cùng mà chúng ta quan tâm ở chiếc laptop đó là gì? Đó chính là thời lượng pin. Về thời lượng pin ý, thì ba chiếc laptop này lại có ba cái dung lượng pin được trang bị là khác nhau. Ví dụ như là ở chiếc TUF Gaming F15 này thì chúng ta sẽ có dung lượng pin là 48Wh. 48Wh khá là thấp, nhưng mà nó là mặt bằng chung của những chiếc laptop gaming. Nhưng mà bất ngờ hơn một chút là Acer Nitro 5 chúng ta có 57.5Wh. 57.5Wh và MSI GL65 chúng ta có 51Wh. Như vậy nếu như mà anh em muốn mang laptop đi lên lớp, lên trường học chẳng hạn, và anh em sử dụng với pin không thôi và chúng ta không chơi game, chúng ta chỉ sử dụng ở mức gọi là hiệu năng thấp nhất, bên cạnh đó là anh em tiết kiệm bằng cách là giảm độ sáng màn hình cũng như không sử dụng loa ngoài, kết nối wifi thì lúc nào cần mới bật ấy, thì dung lượng pin lớn hơn bao giờ cũng tốt hơn, và Acer Nitro 5 sẽ là sự lựa chọn của các bạn. Đấy, còn lại về cái thời lượng sử dụng ấy, thì mình tin chắc là thời lượng sử dụng nó sẽ tùy thuộc vào mỗi người thôi. Trung bình thì cả ba chiếc laptop này đều có thể đáp ứng cho anh em thời lượng khoảng 5 tiếng đồng hồ. Còn lại nếu như anh em biết cách tối ưu hệ thống, biết cách tối ưu cái cách sử dụng pin ấy, thì cả ba chiếc laptop này đều có khả năng mang lại cái thời lượng sử dụng nó rất là dài. Và dài nhất sẽ là Acer Nitro 5, và mình sẽ cho nó là 2 điểm. Chiếc MSI GL65 là 1 điểm và TUF F15 là 0 điểm. Vâng, rồi là những cái so sánh của mình một cách rất là thực tế để anh em có thể biết được là với nhu cầu của anh em thì chúng ta sẽ chọn chiếc laptop nào trong tầm giá là 25 triệu. Và cái việc cho điểm vừa rồi của mình ấy, nó chỉ mang tính là tượng trưng thôi. Nếu anh em thích thì anh em có thể lấy giấy bút ra và cộng điểm lại giúp mình. Chứ còn mình thì cho điểm để anh em dễ hiểu là con nào nó hơn con nào trong từng cái gọi là tiêu chí cụ thể thôi. Còn anh em tùy vào quan điểm mỗi người nhá. Anh em cần gì thì hãy chọn một chiếc laptop theo tiêu chí mà mình mong muốn. Ví dụ như là cá nhân mình nhá, cần đẹp, cần thể hiện chẳng hạn, cần loa ngoài to một tí bởi vì mình không thích đeo tai nghe, thì mình sẽ chọn MSI GL65. Trong khi đó nếu anh em cần hiệu năng, anh em cần hiệu năng là tất cả, hiệu năng là trên hết, thì TUF Gaming F15 sẽ là sự lựa chọn của các bạn trong tầm giá này. Và cuối cùng nếu như anh em cần chơi game nhiều, chơi game dài, chơi game mát, bền, thì Acer Nitro 5. Tại sao mình lại nói bền nữa? Bởi vì là Acer Nitro 5 sẽ có cái chương trình bảo hành đấy là 3x1 rất là ấn tượng. Đấy, thế thôi. Còn lại anh em cứ tùy vào nhu cầu nhá. Còn bây giờ thì bài so sánh khá là dài rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye. À, link sản phẩm mình để dưới phần mô tả nhé.